chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 23 tháng 12 năm 2021 về việc Bình Phước. Án mạng từ tiếng ồn karaoke loa kẹo kéo, không chịu nổi tiếng âm thanh ồn ào từ karaoke loa kẹo kéo. Con rể chủ nhà trọ ra đập hỏng thiết bị âm thanh dẫn đến án mạng. Ngày 23 tháng 12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công an thị xã Phước Long điều tra. Làm rõ vụ án mạng xảy ra tại dãy trọ thuộc Phước An, Phước Bình, thị xã Phước Long. Nguyên nhân ban đầu được xác định do việc hát karaoke loa kẹo kéo gây ồn ào. Theo điều tra ban đầu, tối 20 tháng 12, Phan Hoàng Minh Tuấn, 37 tuổi, ngụ Quảng Bình, Nguyễn Đăng Cường, 36 tuổi, Trần Quang Trường, 34 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa, Vũng Tàu cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo tại dãy nhà trọ Tuấn Thu thuộc khu phố Phước An, Phước Bình. Thấy nhóm của Tuấn ăn nhậu, hát karaoke ồn ào, anh Võ Hồng Dương, 40 tuổi, con rể của chủ dãy trọ Tuấn Thu, cầm cây gậy bóng chày bằng kim loại đến vừa chửi vừa dùng cây gậy bóng chày đập loa kẹo kéo. Thấy vậy, Tuấn, Cường, Trường đã ôm đẩy Dương ra đường nhưng bị Dương dùng gậy bóng chày đập vào người. Cường về phòng trọ của mình lấy một con dao ra hù dọa Dương. Được mọi người can ngăn, Dương về lại phòng của mình. Vài phút sau, Dương tiếp tục cầm gậy bóng chày đi đến chỗ phòng trọ của Tuấn tiếp tục chửi và thách thức. Thấy vậy, Cường và Trường, Tuấn lao vào đánh nhau với anh Dương. Tuấn cầm theo một con dao tự chế đâm một nhát vào ngực của Dương khiến nạn nhân gục xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên Dương đã tử vong sau đó. Tuấn sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong trong vụ án mạng xuất phát từ tiếng ồn của karaoke loa kẹo kéo. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.